Xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đã trở lại kênh của hai vợ chồng mình nha. Nay mình vô bếp mình làm cái món gọi là siêu đơn giản luôn cả nhà ơi. Cái món này thì hồi đó mình đi học á, mình hay ăn lắm. Mà chồng mình thì ảnh nhỏ, ảnh không có biết tới cái món này. Mà hồi nhỏ ăn cái nguyên liệu cũng mình cũng không biết ở trong đó là cái gì nữa. Giống như có cái nước sốt cà thôi. Cho nên là hôm nay mình sẽ làm thử coi mình ăn có giống như cái hương vị ngày xưa mà mình mua mình ăn không nha. Nguyên liệu thì đây mình chuẩn bị nè, rất là đơn giản luôn. Không thịt cá gì hết, chỉ có là cà chua, hành lá. Dưới đây mình chuẩn bị thêm là hành tỏi để ăn hồi mình phi thơm nha. Bên đây thì có bánh mì. Giờ đầu tiên thì mình sẽ cắt cái bánh mì này ra. Hồi mình sẽ nướng. Mình nướng xong rồi mình phết cái nước sốt lên ăn. Cái món này thì cũng mình ăn là tính ra mấy chục năm rồi cả nhà. Hồi mình học lớp 3, lớp 4 gì á. Hồi xưa người ta bán cái này nhiều lắm. Giờ thì mình không có thấy nữa, mà hồi đó còn nhỏ ăn á, rồi không có biết được là ở trong đó nó có cái gì. Cho nên là giờ mình đang hình dung lại thôi. Mình làm thử coi có giống không nha. Đó, mình cắt ra vài nẹn, hồi cái mình nướng. Nướng nó giòn lên, mới phết cái nước sốt vô ăn. Bánh mì mình cũng cắt xong rồi, giờ hành tỏi thì mình sẽ băm cho thật là nhuyễn. Cho nhiều nhiều cho nó thơm. Hành tỏi băm xong rồi, giờ mình sẽ sắc cà chua luôn nha. Cà chua này mình cũng sắc ra nhỏ nhỏ xong rồi cái hồi mình xào. Mình thì khoái ăn cà chua nhiều. Cho nên là làm cà chua nhiều nhiều một xíu. Cà chua nãy giờ mình đã bằm xong rồi nè, giờ mình cho ra cái tô. Cà chua cũng đã sắc và bằm xong, giờ mình sẽ sắc đến hành lá. Đây nhiều quá mình chừa lại bớt nha. Mình sẽ sắc nhuyễn luôn. Thank you.
Giờ mình sẽ đi pha cái nước sốt. Mình cho vô đây là 3 muỗng đường. Thêm vô là 1/4 muỗng bột ngọt. Thêm vô nửa muỗng tiêu. Cho vô đây là 2 muỗng tương ớt. Và cho vô 3 muỗng nước mắm. Khuấy đều lên. Mình cho thêm vô đây là 100ml nước. Tất cả mình đã chuẩn bị xong, giờ mình sẽ bắt chảo lên, mình phi hành tỏi để mình nấu cái nước sốt. Mình cho vô đây là 2 muỗng mỡ. Mỡ cũng đã sôi rồi nè, mình cho hành tỏi băm vô. Mình phi bằng mỡ nó thơm. Nó thơm hơn là mình sử dụng dầu. Cái gốc hành nè mình cho vô mình phi chung luôn. Hành tỏi mình phi cũng vàng thơm được rồi, giờ mình cho hết cà chua vô. Cái cà chua này thì mình sẽ xào đến khi nào nó nhừ ra, mình mới cho nước sốt vô mình nấu. Cái cà chua mình xào nãy giờ cũng được rồi nè, cũng hơi nhừ ra rồi, giờ mình cho cái nước sốt vô mình nấu. Cái nước sốt mình nấu nãy giờ cũng sôi cũng được rồi, giờ mình cho hành lá vô. Hành lá chín nữa là mình tắt bếp được rồi. Xong hết rồi, giờ mình sẽ đi đốt than. Trời, ông táo ông bể anh ơi. Cái này hôm rồi anh đi chút ra anh úp xuống á. Cho ông há họng luôn. Buồn ghê. Để bữa nào sửa không lại đi. Đi giờ lỡ rồi xài đi, rồi từ từ chừng nào ông hả nữa mình sẽ sửa luôn. Mình đốt miệng gáo cho dễ cháy nha. Cái miệng gáo này đốt chưa ông hả nữa nè. Cái miệng gáo này nó nóng lắm. Miệng gáo này chắc xong được rồi anh ơi, tại bánh mì mình nướng cho nó vàng vàng, cho nó giòn là được rồi. Ok. Để coi thiếu mà thiếu thì thêm than nước vô ha. Than nước. Ủa cái cây quế trồng chơi chơi vậy mà tốt ghê luôn chưa? Trồng chơi mà có ăn thiệt ha. Không có tưới, không có gì luôn á. Mốt á mình có ăn nữa. Ừ. Cầm nó tới mùa nước lên á. Cạm dọc vậy đó. Nó dễ sống lắm đó. Cái hồ cá của mình bị cạn nước rồi, lâu lâu là phải bơm, 2-3 ngày phải bơm vô. Ủa anh bơm nào mà đầy nhiều vậy? Anh mới bơm nãy. Mới bơm nãy luôn hả? Nó còn đục luôn á. Mấy con cá nó tung tăng rồi, cả nhà có nước vô cái nó tung tăng rồi. Bởi tới mùa nước cạn cực lắm, nước mặn chứ. Wow, hai vợ chồng ra cái bờ ngồi nướng cả nhà ơi. Cái này nướng cái này trước đi. Hôm nay làm cái clip thật là mắc cười. Em muốn ăn nóng cái đó thì để lên luôn. Để lên không? Đây nó còn nóng anh ơi. Đi khỏi hen. Nhưng mà mình nướng hay là để lên đây luôn. Để lên đây đi, lúc để sát góc này cũng được nè. Để chị... cho nó hong cho nó hơi ấm ấm. Chị nóng cái hoài em đụng nó phỏng á. Nhiều quá không?
chín miếng thôi. Đó, nhiêu đây thôi. Ăn coi. Xong mình sẽ trở qua trở lại cho nó vàng, cho nó giòn. Đó, anh không có ăn cái này hả? Anh không biết luôn á. Nó đi học á là hay ăn dữ lắm. Nhưng mà lâu quá lâu rồi, không có nhớ lại. Ăn nhưng không biết người ta làm sao đúng không? Nhưng mà bây giờ cũng không có ai bán hết trơn á. Nó vàng rồi nè. Ngồi đây khó ngồi quá ta. Được không? Em lấy đôi dép em kê, tính ra bờ ngồi cho nó mát. Mát thiệt nè, mát lạnh mát luôn. Mát thiệt. Cái mình bị hơi nắng là cái cự củi này nè em. Nó treo mất gió của mình rồi. Gió? Ồ, có gió nha, có bữa không có gió luôn á. Bên này đỡ. Nhỏ đi học á là hả, mẹ cho tiền là buổi chiều này nè, là đi học hay ăn lắm. Chắc phải lấy cái dĩa quá, để anh vô lấy cái dĩa lấy ra chứ bây giờ nó vàng để này nó khác. Ok. Để anh lấy cái dĩa nha. Vậy nó ấy không? Trời, mình nướng nhiều quá hồi nó... Thì chừng không luôn. Những ai mà tuổi thơ á, đã từng ăn cái món này rồi thì hãy comment cho mình biết với nha. Chồng mình là ảnh hoàn toàn anh không có biết cái món này luôn rồi đó. Anh là anh không biết cái món này luôn á. Nhưng mà mình đảm bảo cũng sẽ có rất là nhiều người không biết món này. Nhưng mà ở dưới em thì cái thời của em chắc là sẽ rất là nhiều người biết. Được rồi đó em, giòn siêu giòn luôn. Nó vàng. Bóc luôn. Nè nè anh. Nên ngắp ra. Em sẽ phết cái này lên. Còn nóng quá. Ôi cái này nó giòn, ăn cắn một cái là nó nát luôn á. Này mình nướng mình ăn không kịp rồi sao? Cái này ăn với cái gì quen ta? Nướng giòn lên như vậy nè. Em đang suy nghĩ. Không biết luôn. Hay là mình để đi nè, đi nè nè. Để anh chế cho. Gấp lâu rồi quá. Rồi nó nóng nè. Quá không được. À ngủ rồi nè. Đó, mình để vậy nó đâu có nóng không đâu. Sẽ phết miếng lên ăn thật là độc lạ. Hồi nãy em tính suy nghĩ là á là mình bữa nay em sẽ cho anh ăn chay nhưng không. Không hề. Hồi nãy đã bỏ nước mắm rồi. Có mỡ vô nữa. Mắm rồi. Và mỡ. Nè nè nè, đấy nè đó, em phết lên. Mấy cái nhà đó mình đi học á là gì nè, xong rồi người ta phết lên mặt như thế này thôi. Vậy đó hả? Là ăn. Độc vậy ta. Ngon thơm lắm cả nhà ơi. Ăn đi anh. Nói cái này đi. Cho miếng thịt vô nữa. Mệt quá. Mà cả nhà nha, ăn cái món tuổi thơ của vợ mình nha. Mình thì không biết cái món này, lần đầu tiên ăn cái món này à. Tự nhiên hôm nằm suy nghĩ cái em hèm. Cái nước sốt này thì giống giống như nước sốt người ta trang bánh mì thịt vậy đó. Đúng rồi. Mà cả nhà nha. Cắn thử đây, nó có gì khác không? Mời cả nhà một miếng bánh mì tuổi thơ của mình. Ngon chưa? Cái nước sốt ngọt ngọt, chua chua. Em bỏ hơi nhiều tiêu, cho nên nó cay cay. Thơm nè. Cái này mình chưa đi học rồi ăn ngon dữ à. Nướng giòn thêm một xíu nữa. Mấy này giòn. Nướng cái phần cái này giòn thêm một xíu nữa. Hơi cay nhờ. Mới bỏ tương ớt hay nhiều nữa. Đố ăn thì vừa. Tính bỏ thêm ớt trái nữa đó. Ớt tươi bằm nữa. Tôi sẽ gửi. Ngon lắm. Người ta bán người ta gửi giống gì cho em ăn. Không có hộp hả? Làm gì hồi xưa có cái hộp. Là sang tay đưa liền luôn. Năm mấy là em 94 mà năm em 8 tuổi, 2000 lẻ mấy á. Em học lớp mấy em nói đi. Khoảng lớp 3, lớp 4 rồi. Lớp 3, em học lớp 4 thì anh sẽ học lớp 5. Lớp 5. Anh tính đi. 2005 á. Năm 1994 mà cộng với cả 2004 2005 á. Là bây giờ mới ăn lại. 94 với 2000 rồi đã 6 tuổi rồi. Rồi lớp 1. Lớp 3, lớp 4, lớp 5 thì 3, cộng 3 năm vô nữa. Anh nhớ mà. Tại vì hồi trước anh có cái ấn tượng gì không? Hồi đó anh học ở trường làng. Là anh học tới lớp 2. Lớp 3 là ra trường ở xã. Là lúc đó năm 2001, là 2000. Anh nên ấn tượng hoài là em nói ra ta học lớp mấy là anh nhớ liền. Đó cho nên là hồi xưa đi học trường làng á. Mua xong rồi bỏ vô bịch hay gì á. Mà nói chung là hồi xưa ăn vậy thấy nó ngon lắm nha. Nhưng mà bây giờ cũng ngon cả nhà ơi. Cái này ăn sáng được nè. Nhưng mà hơi cay đối với em. Ơ, nãy kêu Vinh theo bình nước quên rồi hả? Quên rồi. Hồi đó anh học trường làng á, nước ngập. Ngồi học á, là gác cái chân lên trên cái thanh, cái bàn học của mình rồi đó. Có cái thanh ở trước của cái bàn trước, cái gác lên nhờ bên trên đó. Cực ha. Không thì ngồi chùm hổm.
Nó ngập tới đầu gối rồi nè. Ngon lắm. Mà trước đi học đó, ăn giặt cái gì đâu. Thường ở chỗ đó là người ta bán bánh bò. Bánh bò ăn với nước cốt dừa giống như mẹ nè. Nhưng mà có dùng cái lá chuối. Tao có những thứ này ăn à. Ngày xưa làm gì có hộp. Anh nhớ hoài ăn cây kẹo gì á, như chiếc đũa. Giờ một gan này nè. Màu xanh, màu đỏ, màu vàng nó quấn trong cái bọc ngầm ngầm. Nhiều khi không nhớ. Đi học mà mẹ cho mà 1.000 mà mất á, trời khóc bù lo luôn á. Anh là chiên đi mất tiền à. Nít giờ nói thiệt luôn. Nít giờ có đứa 1.000 nó không nhìn tới luôn á. Tại giờ 1.000 đâu mua được gì đâu. Cái món ăn của mình ngày xưa 1.000 thì giờ thành 10.000 mất. Cái bịch bánh đồ xi cái gì anh nhớ cái rồi. Tôm thì cái cọng dài dài nè. Có 200 hay 500 gì bịch á. Ở trong nó có mấy hộp như hộp sen hộp gì á. Đưa người ta 200 đồng mua bánh á. Còn được thối nữa. Anh nhớ hoài. Có cái món gì đó là 300. Giờ phải 500 mới mua được. Thối lại. Hơi cay anh nhờ. Anh muốn uống nước quá. Anh lấy chưa? Anh ăn đi, ăn xong đi. Em nướng cái mì thêm đi. Cũng ấy à nha. Hào quá, chú bỏ. Cái này nó cay tương ớt hay là nó cay tiêu vậy? Tương ớt á. Em bỏ có 2 muỗng à. Được không? Được không, em đỡ anh cho. Cho em miếng khăn giấy luôn nha. Ok. Mình sẽ nướng. Đổ mồ hôi hột hết trơn luôn á. Cái này là cái nước dừa nha. Hay chồng ngồi trong nhà ăn nó không ngon. Đi ra đây ngồi ăn cho nó ngon. Lui cho vui vậy á. Nói chung là ăn cầu kỳ quá, nó cũng lâu lâu nó cũng ngán cả nhà. Nhớ lại mấy món này thấy vậy mà ăn nó lại ngon. Cái này tính ra nó không có cầu kỳ mà nó ngon nè. Nãy giờ anh làm chắc cũng được nửa ổ rồi nha. Cho anh thưởng thức cái tuổi thơ của em. Tuổi thơ của em cũng rất là thú vị. Buổi chiều á đi học á hay mua ăn lắm. Bữa nào người ta không bán là đứng chờ. Bữa nào không bán buồn lắm. Anh nhớ cái em. Cái năm đó không biết làm nào. Mà ở trên anh cái lộ mới làm á. Ta bán bánh mì mà xài kêu bánh mì Sài Gòn nóng giòn gì đó, bánh mì nóng giòn. Bánh mì Sài Gòn 1.000 một ổ hả, 2.000 ổ. Ờ đúng rồi, trời ơi bánh mì đó ăn ngon rồi hả. Nó thơm bơ dữ lắm, thơm luôn. Ừ. Là ở đây nè, mà nghe bên sông kêu là bên đây đứng đợi rồi đó. Em biết hồi đó nhớ anh mua ấn tượng hoài, ông già đó ông bán. Đây cái bịch. Xong cái ông bỏ vô cái bịch nữa, bỏ cục đất vô. Từ bên sông này nè, cái sông. À, trời. Trời quá, đâu có mua hồi đó đâu, cách nhau cái sông không có cái cầu. Tiền sao? Thì tiền thì ông chọi qua xong rồi bỏ tiền vô cái bịch chọi ngược trở lại. Mà ngày nào ông đi ngang cũng mua hết. Cho giòn giòn rồi. Anh thích giòn hả? Ừ. Tí xíu là nhưng xíu mà bánh mì này giờ là nó đã tiên tiến rồi nha. Bánh mì hồi xưa nó không có phải dày đâu. Bánh mì trước sao anh thấy, nó thơm. Bánh mì hồi đó nướng như người ta nướng bằng lò than hay sao á. Đúng rồi. Còn giờ là toàn bộ nướng bằng lò điện. Cái mì đó nó làm bơ thơm dữ lắm luôn. Ăn cái vỏ ra ngoài là cảm giác nữa nó béo á. Ngọt ngọt chua chua ăn đã ha. Nhưng mà có bị cái hơi bị cay, em hơi bị cay. Nên nó cũng có cay của cái tiêu á. Cái tiêu này sao nó cay dữ thiệt. Nhưng cái sốt này cho em cái này ngon á. Bỏ cà chua thiệt là nhiều luôn. Này có cà chua vậy nè, ăn mới ngon. Mấy chua chua ngọt. Nhớ rồi đó đi học, nói chung là vui. Em đi học ha, tới năm em lớn lớn một xíu ha. Một buổi chiều ha, em chạy cũng hơi bị xa. Đạp xe đạp chắc cũng hơi bị xa. Cái đường quẹo vô ngoại á anh. Ừ. Trên đó ta bán hả? Hay là không, đi mua bánh tay yến ăn. Ở nhà mẹ làm bánh bò không có ăn. Mẹ đâu làm bánh tay yến. Chiều rồi cũng đi mua. Lên đó ngồi đợi người ta chiên. Chiên liền ăn. Hả? Có bữa lên người ta nghĩ người ta bán. Người ta không bán đâu. Chạy về. Cái bánh tay yến tính ra ăn nè. Ăn từ 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 từ. Người ta chiên nó thơm lắm nghe. Ngon. Người ta chiên nó phình lên mà. Cái tay nó dảnh ngược lên ha. Mà cái bột nó thơm, cái mùi ngồi, ngộ lắm. Ngồi nhìn cho hấp dẫn lắm ha. Kiểu như muốn thèm ăn mà ngồi nhìn người ta chiên nó trời ơi.
Nói chung là tuổi thơ của em cũng dữ dội lắm á. Ăn khát nước rồi cho anh, miếng nước rồi. Đây. Ăn cái này nó khát nước. Ăn đi rồi hồi khác, rồi hồi uống đã luôn. Nước dừa. Nước dừa cho mát. Cay hả? Anh cũng bị cay rồi hả? Dính viền cái môi nè. Gặp hồi nãy mà cho ớt bằm vô nữa chắc khỏi ăn luôn quá. Nằm trong ổ rồi đã đỡ, nhưng mà nó cắn cắn thì nó dính cái viền môi. Ê, nãy giờ sao ảnh mì mà làm cũng gần gần phân nửa rồi nha. Ăn vậy mà ăn được ghê cả nhà. Anh thấy cái món của em sao? Tuy nó đơn giản mà sao? Ngon. Nó hao mồi. Cái chỗ bánh mì nướng nè. Tuy nó đơn giản mà nó hao phải không? Cho nó vàng vàng á. Lửa ghiêu ghiêu vậy nè. Cái này lửa lớn rồi, ăn nó khét. Anh lấy miếng này đi. Lấy một miếng cho anh. Anh đứng bằng tay luôn. Ngủi ghê hả? Nó không có nóng không? Cũng nóng nè anh. Cũng hơi nóng á. Ăn cũng thấy no hả? Chưa em no không no gì hả? Luôn á. Anh cũng thấy no no. Anh đang ăn ngon uống nước vô no nè. Vậy hả? Tại vì anh không quen uống nước. Em thì cảm thấy chưa no gì luôn. Chưa no hả? Vậy làm hết gỗ này luôn đi. Hôm nay lại hết gỗ bánh mì nữa à. Làm như hôm nay bắt bánh mì. Hai vợ chồng mình tối ngày có cái phích này nè. Đi đâu cũng xách nước theo quá trơn á. Tại mình uống nước dữ lắm. Hai miếng nữa à. Cắn có ba cái là hết miếng rồi. Nãy em biết nữa, ổ trẻ ra ha. Trẻ một cái, trẻ ra nữa. Trẻ nửa này, nửa kia. Bên một ổ trẻ làm đôi. Ừ. Ợp hai mặt hướng nướng. Ừ, đó xong vậy đó. Để này vừa giữa, chặt lại. Trẻ nhỏ nhỏ chị cực hen, nãy quên hen. Nhưng mà ăn vậy trẻ làm giữa thôi. Trẻ làm đôi gì, cái nhập cái kia lại nữa. Nhưng mà ăn vậy nó gớt dữ lắm á. Ăn hết cái thau này uống nước đã luôn, hết cái chảo này. Nãy làm lên chảo bự, múc ra chảo nhỏ cũng đâu có nhiêu sốt đâu. Nó gớt rồi, cắn cái nó gớt rồi. Mình rủ anh làm cái món này anh không biết. Hồi nhỏ anh không có ăn. Gớt rồi. Nó cũng giống giống hồi đó em ăn á. Nhưng mà nó cái hơi cay hơn. Cái vị của người ta, người khác làm nó sẽ khác mình. Nhưng mà nó cũng chua chua, ngọt ngọt gì nè. Nhưng mà nít ăn người ta không có để ớt. Không có hương tiêu. Thôi, ghê không? Nướng mà chảo bằng tay luôn. Ăn cái này xấu quá. Dính lầm lầm mà. Anh ăn tà le hơn. Phải há miệng to ra. Đút hết này vô được, đút luôn á. Ăn hết hà rồi. Anh cũng bị hết hà rồi nè. Đang ngon à. Nãy anh bỏ một muỗng tương ớt. Thôi ăn đi, anh sốt cái đó nhiều quá. Gặp như hồi nãy một muỗng tương ớt được rồi ha. Mình là cảm giác này vẫn ngon không? Ăn nó không có ngang, không có. Không có gì. Nó cứ thích mình làm ăn ngon hơn á. Đúng với ra là nó không cay lắm, nhưng mà tại vì mình ăn cái số lượng nó nhiều. Cho nên nó mới cay. Ăn cóc nguyên nhân á. Nghiến hoài mất súng răng luôn chưa mưa. Nó cay nó bong con mắt cái gì. Sao nó rớt hoài vậy anh? Em đưa vô đây nè. Nó chán chán gì chòm nè. Được. À, em để vô cái gì á? Em ăn được 1 miếng, anh ăn 2 miếng. Anh ăn nữa không? Để lên. Ăn nhiêu đây thôi. Để lên nướng luôn đi. Nướng luôn đi. Không, nướng là mình để vô cái bịch nó cũng còn. Chắc là nó còn giòn. Còn mát.
Kỳ nhông hả? Nó mối, nó mối. Nó mối kỳ nhông. Ăn sâu. Ồ, cái miếng này nóng dữ vậy. Nó cũng giống một phần nào đó của túi hơ đó anh. Có điều nó bị cay. Túi hơ nó không có cay. Túi hơ nó không có cay. Giờ lớn rồi, nó phải có cay đắng. Nó phải có gì đó thay đổi chứ. Ô, bánh mì hơi nóng. Anh mà còn bị cay hả? Anh còn bị nóng này nè. Nóng hay cay, anh còn bị cay nữa mà. Sao kỳ á, sao tương ớt cái này cay dữ hả? Tương ớt rồi tiêu nữa. À. Hai cái nó gặp nhau. Rồi nó nóng nữa. Ừ. Ba cái nó gặp nhau. Em mới cho mấy con cá miếng bánh mì nữa đâu rồi? Chuyện nó giải quyết xong rồi. Ở đâu? Xong rồi. À, miếng bánh mì. Xong nhanh rồi. Dở. À, nhỏ mày. Ơ hay. Trời ơi. Ăn thử em nhìn thử coi. Đục hết một miếng. Cho nó một miếng đi. Cho miếng này à mới giống. Nè, mấy mì nướng à. Hai ba. Mình cho cá ăn miếng đi nha. Nè, phầm. Nở ra. Chắc chìm quá à. Không chìm, nó ăn nhanh lắm. Cá này nó thích ăn bánh mì mà. Kê, bu lại kìa. Trời ơi. Thấy không? Thôi. Vậy? Ông cá chép thì còn gì nữa. Ừ. Nửa cá rồi. Nó xa quá mình không quay cho cả nhà xem được. Sắp xong rồi. Xong. Rồi xong. Tốc hành không? Con cá thì cho ăn thức ăn mà bỏ cái gì xuống nó cũng ăn. Cá này dễ ăn mà. Người ta thọt tay vào cháo dầu, anh thì nướng nó bằng tay. Nóng ghê. Mình ăn được một khúc rồi nè. Ngon. Ủa, nhai gụ. Anh cùng nhai luôn, anh không để ý. Dưới gỗ tại luôn á. Anh giống mấy đứa nhít quá. No cả nhà ơi, hai vợ chồng ăn chắc được cỡ con ngựa bốn năm bốn ổ á. Một ổ làm cắt ra làm sáu miếng. À, sáu miếng. Một hai ba một hai, ổ bốn, sáu. Hai ổ còn lại hai ổ gửi gian được ra ba ổ gửi cá ăn ngon. Hết miếng miếng gửi ngon quá cả nhà ơi, đang ăn còn ngon luôn cả nhà ơi, nhưng mà nó bị cay quá. Ai mà ăn cay không được á mình. Cái này đừng có bỏ tương ớt luôn nha, đừng bỏ tiêu luôn. Lát nữa ăn tiếp. Rất là ngon luôn cả nhà, cả nhà hãy làm thử cái món này đi. Món tuổi hơi của mình nó cũng rất là được chứ bộ. Thôi, chồng mình cũng đã ăn xong rồi. Cảm ơn cả nhà đã xem hết video hai chồng mình ngày hôm nay. Mong cả nhà ủng hộ kênh hai chồng mình trong những video tới. Mong những ai yêu quý hai chồng mình cho hai chồng mình xin một like, một đăng ký kênh để ủng hộ hai chồng mình nha. Còn bây giờ thì bye bye cả nhà, hẹn gặp lại.